Chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái chuyện mà bên trong và bên ngoài chiếc xe hơi ở Mỹ nó khác gì với chiếc xe hơi ở xứ mình. Và bây giờ các bạn nhìn xung quanh đây là những cái xe hơi mà tôi đang đứng bãi giữ xe. Và đây là chiếc xe hơi của tôi đây các bạn. Đó. Bên ngoài các bạn sẽ thấy là không hề có dán một cái keo nào hết trên xe, dù đó là xe xịn. Cho các bạn xem là dù là Lexus hay là xe Range Rover hay là những cái loại xe xịn cỡ nào đi nữa, người ta cũng không hề dán cái keo trông bảo vệ gì hết xe hết các bạn, bởi vì bên đây không có cái chuyện đó, người ta cũng không có sợ chày xước gì hết á. Bất quá có chuyện gì bảo hiểm nó đền, không có gì hết á. Rồi bây giờ mình vô bên trong xe anh coi có gì khác không nha. Đây là bên trong một chiếc xe hơi. Các bạn thấy có điều gì khác không nè, mình coi thử nha. Đây ghế da. Nhưng mà đặc biệt là bạn xem những cái chỗ này. Không hề có cái bọc bằng giấy bóng kiến ha, không hề bọc bằng cái giấy kiến. Vì sao như vậy? Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn. Nó hoàn toàn khác chiếc xe hơi ở xứ mình. Như là những chỗ này thì coi nè, họ không hề bọc bằng cái bao ni lông để bảo vệ, bởi vì bên đây làm như vậy là nó sẽ rất là ngột ngạt. Mà hầu như bên đây người ta xem cái xe đó nó giống như là một cái phương tiện đi lại, chứ không phải là một cái thứ tài sản như ở xứ mình. Như mình thì các bạn thấy cái xe nó rất là quý. Người nào có xe hơi thì người đó có lẽ là tượng trưng cho một cái đẳng cấp, là những người có tiền, những người giàu có hay là những người có quyền, có thế. Còn đây thì hầu như ai cũng có thể sở hữu một chiếc xe hơi hết á. Chỉ có khác nhau là cái xe đó là đời mới hay đời cũ, xe đó là cái may thấp hay may cao, xe đó là hàng hiệu hay là không hàng hiệu. Ở đây bạn có tin là có $500 là các bạn có thể mua được một chiếc xe hơi chạy tốt, đi làm được, không có quan trọng gì hết. Và một chiếc xe hơi bên đây có cả nửa triệu cũng có, 1 triệu cũng có đô la đó các bạn, hoặc là 50-70 ngàn cũng có, 50-70 ngàn cũng có. Nói chung là đủ hết. Nhưng mà cái điều đó người ta cũng không có quan trọng, người ta cũng không đánh giá gì hết á. Miễn làm sao cái xe nó giúp cho mình đi chỗ này chỗ kia, giúp mình đi kiếm được công ăn việc làm, đi chợ, đi công việc. Và thậm chí là cái xe hơi bên đây có nhiều người đã dùng nó để chạy Uber hay là chạy dịch vụ taxi, là phương tiện để kiếm tiền. Cho nên bên đây không có ai mà cưng xe, cũng chẳng có cái thời gian đâu mà ngồi để mà lau xe, chùi xe, dọn dẹp xe mà như ở xứ mình. Ở đây vô cái xe các bạn sẽ thấy rất là chán, dù cho lát sạch đi nữa các bạn cũng thấy là để tay gì hết trơn, ba cái đồ ăn, đồ uống, rồi thậm chí là giấy, rồi báo, rồi nhiều khi một tuần rảnh có thể dọn lần hoặc cả tháng mới dọn lần, thậm chí có người cả năm chưa dọn xe. Nên tôi nhớ có nhiều cô bác á, nhất là người nhà mình á, có qua anh Mỹ du lịch, vô xe hơi mình nhìn ngoài lách sạch ngon lành vậy chứ, bước vô mình bữa đó mình chưa có dọn đồ đi chợ về, đồ dùng tùm lum hết trơn, mà nói trời ơi cái xe đâu mà nhìn giống như cái thùng rác vậy. Tôi nói thôi em cảm đi, thời gian rảnh đâu mà dọn, mai dọn. Thì mai thì đi dọn, thật ra cũng chẳng có rảnh mà ngồi dọn, mình chạy ù ra ngoài chỗ, nó có chỗ là rửa xe rồi hút bụi xe, tốn chắc khoảng cỡ $10, nhưng mà tự mình làm. Nếu mà đi ra ngoài rửa thì họ rửa ngoài thôi, chứ họ không có dọn bên trong mình đâu, phải bỏ tiền $2.50 để mình lấy một cái máy hút bụi á, đến chỗ hút bụi mình hút sạch sẽ hết, rồi mình rửa mình dọn dẹp thì tốn hơn $10 là xe sạch bon. Còn nếu mà ai mà lười nữa thì bỏ $100 ra các bạn, là có người họ dọn bằng thủ công luôn, người con người làm chứ phải máy làm. Họ dọn dẹp, họ chùi rửa cái xe mình từ trong ra ngoài, nó sạch bon như là cái xe mới mua vậy đó, giống như xe ra dealer thấy sao nó y chang vậy đó. $100 cái đó thì những người có tiền hoặc là những người chơi bảnh thì một năm có thể làm lần đó, vậy thôi. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ về cái xe hơi ở bên Mỹ, đó là như vậy đó thưa quý cô bác. Cái xe hơi ở Mỹ, cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải là sự an toàn, đặc biệt là những người sống ở xứ lạnh như em thì cái an toàn
là nó tượng trưng cho cái xe nó phải chạy vào mùa đông tốt, nghĩa là phải chạy ít nhất đó là 2 bánh trước, chứ mà 2 bánh sau thì không an toàn. Còn nếu mà ai được cái xe mà chạy 4 bánh, nó gọi là four wheel ride đó, thì ok. Mà xe phải là gầm cao, như em đang ngồi xe này là gọi là SUV, xe cao, chứ xe thấp thì đi mùa đông nó đuối lắm. Tiếp theo nữa đó là cái bánh xe phải là loại xe, bánh xe đi tuyết thì nó ok hơn là bánh xe thường. Và luôn luôn là xem coi cái bánh xe, cái vỏ xe nó có mòn hay không, chứ đi mùa đông mà cho xe nó mòn nguy hiểm lắm. Rồi thắng rồi tiếp theo nữa là mình phải kiểm tra cái máy sưởi á, gọi là máy hít á, nó phải hoạt động. Mùa đông mà không có máy sưởi là lạnh là chỉ có chết thôi. Mùa hè thì có thể không có máy lạnh cũng không sao, mở khí trời được, chứ mùa đông là thua. Những người mà muốn cho nó an toàn nữa thì trên cái xe đó là mình gắn thêm cái thiết bị là đề. Như quý vị coi nè, cái xe của em nó có thiết bị đề nè. Đây là mình cầm, mình bấm, mình đề từ xa, nghĩa là mình ở trong nhà hoặc là ở trong hãng á, mình nhấn nút mình đề một cái là tự động nó sẽ nổ máy, tự động nó nổ máy. Thì mình đợi cho cái xe nó ấm lên hẳn rồi đó thì mình mới ra thì nó đỡ hơn, chứ giờ mình vừa chui ra mình đề nó lạnh quá chết mình luôn. Cho nên cái thiết bị đề rất là quan trọng, tốn khoảng 500 đô làm thiết bị đề này. Rồi ngoài ra thì trên xe đó nó còn đầy đủ những cái thứ như là chăn nè, mấy cái chăn nỉ đó. Rồi chăn nỉ đó để mà lạnh thì còn chùm vào liền. Rồi một số cái như là hộp quẹt đó, rồi đèn cầy đó, rồi đèn pin. Nhất là những mùa đông ở xứ lạnh này phải có mấy cái đó. Thành ra nhiều khi có chuyện gì tuyết nó phủ đầy hết thì mình cũng phải tự mình cấp cứu cho mình. Thì cái xe hơi ở Mỹ thì cái quan trọng đó là cái sự an toàn thôi, và đó là phương tiện đi lại, nó không phải là cái thứ làm của như xứ mình đâu. Nên nhiều người cứ đánh giá là xe hơi là làm của Mỹ thì cũng có phần không chính xác lắm. Cũng không có ai, các bạn nên sau này có đi du lịch qua Mỹ hoặc có định cư sang Mỹ, qua đây nhìn thấy những cái xe hơi Mỹ này, người ta không có bọc cái giấy bóng kiến ở trong, hoặc người ta không có dán keo bên ngoài, hoặc là người ta không có dọn dẹp sạch sẽ thơm tho như ở xứ mình. Nhìn cho trong nó rác rồi tùm lum đồ, quý vị cũng đừng có bất ngờ và cũng đừng có đánh giá người ta thế này thế nọ. Bởi vì sau này khi quý vị sống ở Mỹ đi rồi, quý vị sẽ thấy là đến một lúc nào đó đó công việc nó bù đầu rồi, thời gian đâu mà dọn, không có thời gian để mà ngủ nghỉ được, nói chi mà dọn xe. Thì đây là cái chia sẻ thật lòng của em á, nhiều khi quý vị sẽ bất ngờ khi qua Mỹ. Cũng thông cảm cho tụi em bên đây. Thì đây là chia sẻ những điều thật nhất về cuộc sống Mỹ, chứ không có nói gì mà sai sự thật hết. Thì nếu như quý vị thật sự xem mà cảm thấy thích chương trình này thì hãy ủng hộ cho em nha. Có thể đăng ký kênh rồi chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Đó thì hôm nay là nói về đề tài xe hơi. Nếu một cái điều nữa đó, những người châu Á mình, nhất là người Việt Nam, thì giống nhau, đó là thường hay tính tới chuyện là ăn chắc mặc bền. Do đó thường thì mua xe thì hay lựa những cái dòng xe dễ sửa chữa và thay đồ nó rẻ tiền mà ít bệnh, nghĩa là ít bị hư hao. Và mình có một cái chia sẻ là quý vị nên lựa chọn đó là những dòng xe Honda hoặc là Toyota. Đó là những dòng xe ok. Còn những loại xe hơi Mỹ như là xe Ford thì quý vị chạy xe mới thì ok, chứ quý vị mua xe cũ thì nó quá cỡ 100 ngàn thì nó đẻ cái bệnh tùm lum hết trơn, nó mệt lắm. Còn những dòng xe như xe Đức, như là Audi hay là BMW hay là Mercedes á, xe mới chạy sướng lắm, nhìn rất là mắc, nhưng mà sửa sang thì nọ đồ, lỡ có bệnh hay gì đó sửa thì cũng rất là đắt tiền, mà nó cũng kén thợ nữa. Nên cứ Toyota Honda cho nó lành. Lấy sạch thì thật ra nó cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng mà được cái thì nó đầy đủ tiện nghi hơn bên trong. Nó có ghế da sưởi nóng vào mùa đông, rồi nói chung nó là dòng luxury mà, cho nên là chạy thì nó ok. Nhưng mà cũng chẳng phải là gọi là giàu có và mua lấy sạch ai cũng mua được hết, nếu có cái khả năng chút mua được thôi. Thì đây là một số những cái chia sẻ dành cho quý vị, nếu ai có nhu cầu muốn mua xe ở Mỹ khi mới định cư thì nên tham khảo video này của em. Thôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong chia sẻ tiếp theo nha. Xin trân trọng.
Start.